Em chào chị ha. Thì mình có thể giới thiệu tên cũng như là hiện tại chị đang sinh sống và làm việc ở đâu ạ? Em Nguyên ở quận 8. Ở quận 8 ha. Thì ngày hôm nay chị Nguyên đến với Gan Gu mình làm dịch vụ gì vậy chị Nguyên? Nâng mũi. À, mình nâng mũi ha. À, thì chị có thể nói sơ về tình trạng mũi hiện tại bây giờ của mình như thế nào mà mình lại muốn thay đổi diện mạo mới ạ? Thấp quá. À, thấp quá và em thấy đầu mũi nó bị bè, nó hơi nhỏ đúng không chị? Dạ, nhỏ quá, nó không có hài hòa với gương mặt của mình ha. Thì hiện tại là nhìn thấy gương mặt của mình nó không có, em cảm giác là nó bị già đúng không? Dạ, thì bây giờ chị muốn diện mạo mới, một chiếc mũi mới như thế nào ạ? Cao lên chiếc. Dạ, là tự nhiên đúng không chị? Tự nhiên. Dạ, thường là xu hướng bây giờ là tất cả các khách hàng đều muốn là tự nhiên và mình hài hòa với gương mặt của mình ha. Rồi, chị có thể cho em biết là vì sao mà chị biết đến Gan Gu mà mình chọn đến đây để mình làm đẹp không chị? Tại có nhiều người làm đây, nói bác sĩ bác tài á. À, dạ. Chị giới thiệu vô đây là. À, rồi ok ha. Rồi chị có sợ đau không? Sợ. Sợ ha. Sợ lắm luôn á. Rồi thì em cam kết với chị là tại Gan Gu có công nghệ gây tê flush độc quyền luôn, thì cam đoan với chị trong quá trình phẫu thuật cũng như sau phẫu thuật là không có đau. À, thì mình khi mà mình làm mũi thì là tầm 40 cho đến 60 phút là xong. À, sau đó là mình nghỉ ngơi một tí xíu rồi mình sẽ về mình sinh hoạt bình thường chị nhé. Bình thường. Đúng rồi, sinh hoạt bình thường, chắc chắn với chị là không có đau trong quá trình làm luôn. Nên là chị yên tâm vấn đề này nha. Rồi sợ chị. Đau lắm. Dạ, thường rất là nhiều khách hàng đến đây cũng có tâm lý giống như chị. Nhưng mà khi mà các bác sĩ bên em sử dụng công nghệ GT Flush á thì chắc thì xong rồi là em lại hỏi trải nghiệm của khách hàng như thế nào thì khách hàng đã bảo là không có đau, cho nên chị cứ yên tâm và đừng lo lắng gì hết nha. Rồi, mình có còn lo lắng hay hồi hộp gì nữa không chị? Cũng hơi yên tâm xíu. Dạ rồi, em hy vọng là sẽ sớm gặp chị với lại một diện mạo mới, một chiếc mũi mới nha. Rồi, cảm ơn chị ạ. À.